hát ngàn lời ca nồng nàn hơn nắng ban mai, tình tình hơn cánh hoa mai, hùng thiêng hơn núi sông dài, là một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất. Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa 6. Trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đang xen lẫn nhau, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành. Năm qua, ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều cố gắng và thực hiện được một khối lượng công việc tương đối lớn, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của từng địa phương. Góp phần cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân yên tâm, phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, như sự sụt giảm của ngành khai khoáng, giá nông sản, thực phẩm giảm mạnh, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân. Các thế lực chống đối, thù địch, phần tử cơ hội đẩy mạnh hoạt động, tăng cường xuyên tạc, nói xấu đảng, nhà nước. Song với sự nỗ lực của toàn ngành, ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được những kết quả nổi bật. Đó là tích cực chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của đảng, như nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, đối với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Ban tham mưu, Ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo biên tập và phát hành 40.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về 27 biểu hiện suy thoái, làm cẩm nang rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho từng đảng viên trong toàn đảng bộ. Hướng dẫn cấp ủy các cấp xây dựng và ban hành kế hoạch hành động kèm theo mẫu cam kết thực hiện nghị quyết đối với từng cán bộ, đảng viên. Một trong những kết quả tiêu biểu là ngành tuyên giáo tỉnh đã tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cùng với đó là chủ trì biên tập và phát hành 4.000 cuốn tuyên sang về những mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức thành công giao lưu điển hình tiêu biểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụm số 4, gồm 19 tỉnh, thành phố phía Nam tham dự. Mời nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Tân thực hiện 16 buổi thể hiện hình tượng Bác Hồ cho hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham dự. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là các sự kiện đối ngoại cấp cao của lãnh đạo đảng, nhà nước, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga, tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Đặc biệt, tuyên truyền tổ chức và tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào. Qua cuộc thi đã có 3 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng. Tham mưu, chủ trì biên soạn và phát hành cuốn tài liệu tuyên truyền về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác chỉ đạo định hướng chính trị các hoạt động báo chí năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực. Ban tuyên giáo tỉnh ủy duy trì thường xuyên chế độ giao ban báo chí hàng tháng quý, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng hoạt động báo chí trước những vấn đề được dư luận chú ý quan tâm, chấn chỉnh kịp thời những thông tin sai lệch, thiếu chính xác. Đặc biệt,
mời đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đến thông tin về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, nhằm phản ánh đầy đủ, khách quan, chính xác vụ việc. Qua đó, góp phần làm ổn định dư luận, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác luận điệu sai trái xuyên tạc. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thành lập tổ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội, gọi tắt là tổ 31, phối hợp với lực lượng 47 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức đăng tải, tham gia, bình luận, chia sẻ thông tin đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội. Ngành tuyên giáo đã chỉ đạo định hướng rõ nét về nội dung và hình thức thông tin trên báo đài, hạn chế sai sót, chủ động xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của ban. bantuyengiao.barea@dungtao.gov.vn từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, góp phần ổn định chính trị tư tưởng trong nhân dân. Song song đó, Ban tuyên giáo tỉnh ủy còn chú trọng đến công tác tham mưu phối hợp với các cấp các ngành tổ chức sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chăm sóc giáo dục trẻ em, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, khoa học và công nghệ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm tăng cường. Qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai ở cơ sở, nhất là việc triển khai chỉ thị 05 gắn nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Từ đó đề xuất giải pháp khắc phục và báo cáo kiến nghị trình cấp ủy xem xét, giải quyết. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng, nhất là nhiệm vụ tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên đi khảo sát thực tế về các lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh. Tăng cường thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong năm đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, lớp tập huấn cho người phát ngôn của tỉnh. Với những nội dung thiết thực, đi sâu vào những việc làm cụ thể, để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng ngành, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch thi đua khen thưởng trong toàn ngành tuyên giáo của tỉnh. Hàng năm, Hội đồng thi đua ngành đánh giá và xét chọn 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo để khen thưởng. Theo kế hoạch, năm 2018, ngành tuyên giáo Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu. Trong đó, có các nhiệm vụ bám sát chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để tham mưu một số vấn đề quan trọng. Tích cực tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, song song với thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng chính trị, ứng phó kịp thời với những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực tuyên giáo. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, kiên quyết xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, làm cho báo chí thực sự là công cụ đắc lực trên mặt trận tư tưởng của đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tích cực tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và một số vấn đề an sinh xã hội. Tăng cường chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Triển khai công tác phối hợp và phối hợp có hiệu quả chương trình phối hợp, kế hoạch liên tịch và quy chế phối hợp trên các mặt công tác. Đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung phương thức công tác tuyên giáo. Quan tâm tạo điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có năng lực, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Thực hiện tốt những kế hoạch đã hoạch định, công tác tuyên giáo ở Bà Rịa Vũng Tàu sẽ góp phần củng cố niềm tin của dân với đảng, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, đặt nền tảng quan trọng
trong việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 6 đã đề ra.